chào các bạn. Xin chào bạn Bin nha. Chào anh Ba. Bây giờ mình sẽ chơi trò chơi. Trò chơi gì? Tìm kẹo nhiều hơn nha. À, đây, bây giờ bạn Bin với anh Tú chơi trò chơi săn kẹo, ra được nhiều kẹo hơn nha. Và kẹo của chúng ta là nằm ở đây nha. Đây là kẹo của chúng ta nha. Wow, quá trời luôn. Bạn Bin với bạn Tú sẽ thi đến đây lấy kẹo và chạy về mất. Xem ai sẽ được kẹo nhiều hơn thì người đó sẽ được, sẽ là người đó sẽ thắng nha. Bây giờ nghe bắt đầu. 1, 2, 3 xuất phát lên. Nhanh lên, cố lên. Lấy xe không quẹo đồ lại nữa nha. Ngồi trên xe lấy xong được bút xuống nha. Giờ mình đếm nghe có ai nhiều hơn nha. Rồi hết chưa? Hết rồi, bắt đầu chạy xe lên nút này nha. Chạy xe lên đến đây rồi bắt đầu quẹo đầu lại nha. Quẹo đầu lại vậy nha. Wow, anh Tú nhanh quá. Anh Tú nhanh. Chạy lên, lẹ lên, lẹ lên. Không, nhiều quá. Rồi bây giờ gì? Coi nè. Rồi, Vin thua. Vin đi lấy kẹo bên này Vin ơi. Lấy bên đây nữa nè. Ủa. Đất với bánh xe gần bánh xe nè. Vin thắng rồi. Rồi. Rồi mình đem về mình đổ ra mình đi nha. Trời ơi, xe Vin chạy chậm quá. Xe của mình chạy nhanh. Xe bạn Vin chạy, xe bạn Tú chạy bằng chân mà nhanh hơn xe bạn Vin chạy bằng máy nữa. Rồi, bây giờ mình đổ kẹo ra đây. Đây là phần kẹo của bạn Vin. Ủa vậy cũng còn lại rồi.
Vậy giờ mình đổi chung nha. Anh Tú là người chiến thắng thôi. Vậy là video thi săn kẹo ở đây là hết rồi nha các bạn. Hẹn các bạn biết lần sau nha. Bye bye, bye, bye.